chứ mình không được. Sáng thì bây giờ thì chia sẻ em có thể gọi là cháu đi, đi toilet của tôi. À bây giờ em hay là con mình bước vừa tới lớp này, bước đường đầu tiên là anh đi mới số 1 thôi, nhưng biết được đoạn đường này đi tới 50 rồi, nhưng từ số 1, số 2 chuẩn bị bước là anh cảm nhận cái sự thích thú, và giống như có một cái nền tảng, có một cái cơ bản, có một cái cơ sở để anh cảm nhận rằng anh sẽ thành công. Chứ tôi chưa nói tôi thành công, bởi vì đường đời ai biết được sự hay xui đó, là cái cơ sở về kiến thức của bác tầng truyền đạt lại. Tôi đã đi trước rồi, truyền đạt lại cho em với tôi. Tôi cảm nhận với cái kiến thức hiện tại, văn hóa hiện tại, tôi cảm nhận là đó đúng là một cái mà tôi cảm nhận rằng từ bao nhiêu đây riêng bản thân tôi cũng đang mong mỏi, đang tìm và đang muốn rồi phải khai phá ra, rồi phải đạt được cái điểm nào đó, giống như là chúng ta đang nói chuyện làm như này. Và tôi cảm nhận cái cách truyền đạt cái kiến thức mà anh tập lên với chúng tôi cảm nhận nó hào hứng, sôi nổi, có cơ sở. Và tôi ngộ ra một điều rằng là mà từ lâu này không ai hệ thống hết, nhưng cảm nhận khi anh hệ thống này rồi thì tôi nhìn tất cả cái khuôn mặt rạng rỡ của các em hay các bạn đây, cảm nhận có một điều là ngộ ra cái điều gì đó rồi. Đến giờ này thì còn sớm để nói, nhưng tôi cảm nhận nếu xong lớp học này 3 ngày sau, chúng ta sẽ ôm nhau và nghĩ rằng chắc chắn anh em chúng ta sẽ có một cái vấn đề là tự do về tài chính, tự do về cái sự mà mức độ tài chính nó ổn định, và chúng ta có thể tự hào vì sao mà chúng ta có mặt trong đó. Cảm ơn.